có mực có thực sự trị hết bệnh suy thận hay không? Hoàng Sơn xin chào bà con ha. Trên kênh Sức Khỏe 60 giây thì Hoàng Sơn chia sẻ có rất là nhiều video của bà con hết bệnh suy thận nhờ có mực. Thì cô chú mình thấy cũng vài chục video, có rất là nhiều cô chú hết bệnh nhưng mà không có chia sẻ tại ngại, sợ nói chuyện không khéo hay là sợ cái lộ thông tin cá nhân đó, nên cô chú mình cũng thông cảm. Thì khi Hoàng Sơn luôn nhắc cô chú mình, nếu mà sau khi mình có duyên mình gặp những video của Hoàng Sơn chia sẻ và mình đã hết bệnh nhờ có mực, thì nếu mà mình hết bệnh thì mình nên chia sẻ, có thể tạo thêm động lực cho bà con. Có khi bà con khi gọi cho Hoàng Sơn bằng video call, nếu mình không ngại thì bà con ngại thì Hoàng Sơn chỉ gọi ghi âm giọng nói thôi đó. Thì cô chú biết đó là có rất là nhiều người gọi cho Hoàng Sơn hỏi cái cách dùng cỏ mực như thế nào, thì những cái chia sẻ Hoàng Sơn chia sẻ rất là nhiều rồi. Đầu tiên á, mình hấp chín ha, những cái đọt tròn của cỏ mực mình hấp chín rồi mình ăn á, thì nếu ban đầu chưa quen thì mình ăn ít thôi, còn khi quen rồi á thì sáng hấp chín một chén, chiều hấp chín một chén, mình ăn rất là tốt nha. Đó, đối với người bình thường ăn vẫn tốt không sao, chứ không cần phải bị suy thận mới ăn. Còn nếu mà một người bình thường mà có thể ăn 4-5 lần so với cái sức ăn của người bình thường vẫn không ảnh hưởng ha. Tại vì bên thuốc nam á, cỏ mực nó rất là tốt và không có độc tính, không ảnh hưởng đến thuốc tây luôn đó, và nó là miễn phí, cô chú mình nhớ nha. Nó cố gắng mình kiên trì, chỉ có cái á, là cỏ mực nó rất là mát, nên là khi mà mình những người huyết áp cao, huyết áp bình thường thì không sao, còn những người huyết áp thấp thì ăn chú ý đo huyết áp thường xuyên, để nhiều khi huyết áp mình nó bị giảm huyết áp nha. Đó, thì Hoàng Sơn cũng có liên lạc lại với những cô chú mà chia sẻ cho Hoàng Sơn đó, để chia sẻ để tạo động lực thêm cho bà con thôi, còn cái cách dùng thì nó như vậy thôi ha. À, bây giờ anh Tuấn gọi điện cho Hoàng Sơn rồi, bây giờ mình nhờ anh Tuấn chia sẻ thông tin nha. Alo. Dạ, em chào anh Tuấn. Dạ, xin lỗi anh. Tại bây giờ 9 giờ mà gọi làm phiền anh không nghỉ ngơi được hen. Không có gì đâu, anh mới về nhà, tại mới đi làm về. Dạ, vậy bây giờ anh có thể nói chuyện với em khoảng 50 phút được không? Được. Vậy anh cho phép em ghi âm cuộc gọi này hen. Rồi, em cứ ghi âm. Dạ, rồi bây giờ anh Tuấn chia sẻ cho em là cái bệnh của anh ngày xưa như thế nào và bao lâu ha, anh phát hiện là bao lâu rồi? Anh phát hiện ngay là hồi tháng 8 năm rồi. Dạ. Hồi tháng 8 năm rồi là cơ thể anh nó bình thường nha, nó không có triệu chứng gì hết trơn á. Dạ. Cái anh đi xét nghiệm định kỳ á, thì trong nước tiểu anh có protein. Dạ. Có protein cái anh uống thuốc hoài nó không hết, cái anh theo đông y, anh theo thuốc bắc á. Dạ. Thuốc bắc anh uống mà nó không hết, nó cứ tăng, nó cứ giảm cứ cái độ lọc cầu thận á. Dạ. Cái độ lọc cầu thận nó cứ giảm xuống không à. Cái lúc đầu mà anh mới phát hiện ra là độ lọc cầu thận của anh là còn 79 chắc mấy. Dạ. Mà anh uống thuốc bắc là gần 1 năm, anh mới ngừng hôm tháng anh mới ngừng cách đây 2 tháng thôi, thuốc bắc là anh mới ngừng 2 tháng. Ủa, thuốc bắc thấy có hiệu quả không anh? Không hiệu quả mà nó tăng lên nha. Tiểu đạm nó tăng, và độ lọc cầu thận nó lại giảm. Sao anh không dùng thuốc tây anh ha? Anh sợ thuốc tây. Tại vì thuốc những cái gì cấp cứu thì nên dùng thuốc tây. Dạ. Thuốc tây nó hại cái sao này, anh thấy thuốc bắc không ổn rồi, cái anh đi qua bên thuốc tây. Anh qua thuốc tây là anh đi xét nghiệm là anh vô bệnh viện Đại học Y Dược á. Dạ. Là chuyên khoa thận luôn. Dạ. Chuyên khoa thận luôn thì nói anh bị suy thận giai đoạn 2 do tăng huyết áp, tại anh bị huyết áp này là mười mấy năm rồi. Dạ. Anh bị huyết áp năm anh mới có ba mấy tuổi này. Dạ. Là hai mấy năm rồi. Dạ. Cái nói anh là bị suy thận do tăng huyết áp độ 2. Dạ. Và cái lúc đó là em biết cái lượng creatinine của anh đó là nó cao là 1.28. Dạ, là qua cái mức của người bình thường rồi. Qua mức người bình thường rồi. Dạ. Rồi cái độ lọc cầu thận của anh nó còn có 4 có 64.74 à. Dạ, bắt đầu giảm xuống ha. Cái độ lọc cầu thận giảm xuống. Giảm trầm trọng luôn. Dạ. Mà cái nước tiểu đạm của anh á là nó lên là 100 mấy luôn. Dạ. Tiểu đạm nhiều lắm. Tiểu đạm lên nhiều 100 mấy lần. Dạ. Cái bác sĩ mới nói cái này phải uống thuốc gấp. Cái anh uống thuốc cái anh về anh coi, vô tình anh coi cái clip của em á. Dạ. Là ăn cỏ mực á. Dạ. Mà dạ. Lúc đầu anh ăn á thì anh ăn không có đúng cách. Mà anh có tin không? Mà anh có tin lúc đầu anh coi anh có tin không? Tin. Anh tin. Ủa sao tin hả? Có nhiều anh coi comment nữa. Anh có comment. Dạ, có nhiều người coi không có tin. Dạ. Anh tin, tại vì em biết sao không? Anh vừa coi em nói mà anh vừa coi comment nữa. Dạ.
cái bắt đầu anh lên mạng anh đặt có mực. Ừ. Anh đặt có mực về là anh cứ là 3-4 ngày là anh xài. Rồi. 3-4 ngày là anh xài. Rồi rồi, anh cho hỏi là cái cách đặt có mực luôn ha, tại nhiều cô chú là ở Sài Gòn không mua được, mà cái cách đặt có mực sao anh hướng dẫn. Lên Lazada, lên, dạ. Lên Lazada là bán là bấm vô bán có mực tươi. À. Là có. Lên Lazada ha, lên website Lazada gõ. Lazada. Bán có mực tươi. Dạ. Cái anh uống đâu được một tháng đầu là anh uống không có đúng cách, anh không uống giống như em nghĩ, anh nghĩ uống sao không được, anh về anh sai sinh tố sắm, anh uống sắm gì đó. Dạ. Anh uống sắm mà nó một tháng sau đi xét nghiệm lại nó không có hiệu quả. Uống sắm là không hiệu quả phải không? Dạ. Nó giữ y mức độ bình thường đó, nó vẫn giữ y cũ luôn, dạ. Nó xuống nó không lên. Dạ. Cái anh về anh mới gọi cho em đó, anh gọi, dạ. Cho em, cái em mới nói là hấp rồi giờ hấp chín không được thì sai sinh tố uống. Dạ, sai uống cả xác. Khi hấp chín xong á, hấp chín xong mới xài uống cà xát. Đúng, dạ. Rồi, anh hấp chín xong anh mới xài, cái bắt đầu anh mới hấp chín xong. Anh xài là một ngày là anh uống một tô bự lần. Dạ. Một tô bự lần, một cái máy xài sinh tố đó là anh bỏ đầy có mực luôn á. Có mực hấp rồi mà đầy một cái máy xài sinh tố luôn. Dạ. Anh đổ hai chén nước vô anh xài. Dạ. Anh xài xong rồi trước khi ăn cơm trưa là anh uống một lần. Anh uống trước ăn nửa tiếng. Dạ. Anh uống một lần đó là anh uống nửa tô. Dạ. Anh uống nửa tô xong nửa tiếng sau anh ăn cơm. Còn cái thanh á, cái lá cái ngọn á thì anh hấp anh ăn, anh uống cái đọt non là hấp chín ăn. Dạ. Anh chặt khúc ra cái anh để anh nấu vô nước 4 chén nước còn lại 2 chén. Dạ, cái già thì nấu nước uống. Cái già thì anh nấu 4 chén nước còn lại 2 chén. Dạ. 4 chén nước còn lại 2 chén anh uống trong vòng chưa được 1 tháng, nay là chưa được 1 tháng. Dạ. Chưa được 1 tháng mà anh đi lên anh xét nghiệm lại á thì anh hết hồn luôn. Ừ, kết quả. Dạ. Đó, anh lấy cái giấy kết quả xét nghiệm anh không dám dòm luôn. Dạ. Anh rung, anh chờ cái kết quả xét nghiệm mà anh đứng anh rung. Dạ. Thế đó họ anh dở ra anh coi, anh thấy cái độ lọc cầu thận lên 77.29. Dạ, lên cao tốt rồi ha. Dạ. Sau đó hồi tháng rồi là nó lên tới mười mấy luôn. Dạ. Rồi cái tiểu đạm của anh nó xuống còn có 32 à. Dạ. Cái tiểu đạm thì nó xuống còn 32. Retinin. Retinin nó xuống 1.10. Dạ, nó giảm xuống nhiều ha. Nó giảm xuống 20 luôn, lúc, dạ. Đầu là 1.28 với 1.30. Dạ. Mà giờ nó giảm còn xuống còn có 1.10 à. Dạ. Cái vô bà bác sĩ bà cứ lật qua lật lại bà giờ. Bà mới nói là hai cái này nó phải tỷ lệ như nhau vậy là mới được. Dạ. Mà Tây y thì người ta đâu có tin cái vụ có mực đâu, anh đâu có dám nói mà bà bác sĩ đó lại quen với anh nữa. Dạ. Dạ. Bà lại quen thân với gia đình anh nữa. Dạ. Cho nên là anh cũng không có dám nói có mực gì hết. Chứ bà nói cái tờ thuốc này uống có tiến triển tốt. Dạ. Nó giảm bệnh nhiều lắm, giờ lấy tờ thuốc này uống tiếp. Dạ. Đó là anh uống được bữa nay nữa là anh uống có mực, nếu mà đúng uống đúng cách đó là chưa được một tháng. Dạ. Tại vì á, thứ nhất là do cái bệnh anh có còn nhẹ giai đoạn đầu nên là nó phục hồi nhanh á. À. Dạ. Không, mà anh là giai đoạn mới đó. Dạ thì mới á nên nó phục hồi nhanh. À. Chứ nếu mà để lâu thì sẽ phục hồi chậm hơn, phải mất tới vài tháng lận. Dạ. Đúng rồi. Anh là giai đoạn mới. Anh tính cho hỏi anh bao nhiêu tuổi nè ha? Anh sinh năm 72, năm nay anh 52 tuổi rồi. Dạ, rồi cái chế độ làm việc anh ăn uống ăn nhậu có nhiều không mà? Không, anh tuyệt đối luôn, không, dạ. Nhậu nè nha, không, dạ. Hút thuốc, không rượu bia. Dạ. Mà anh ăn kiêng theo chế độ của bác sĩ dặn là ví dụ như là một tuần á là anh bổ sung yến 2 lần. Dạ. Yến nó rất là tốt cho thận thận nha. Dạ. Yến rất là tốt. Anh bổ sung yến một tuần 2 lần. Anh ăn những trái cây nào mà không hại thận. Dạ. Ăn rau nào mà không hại thận, ví dụ như là bắp cải, súp lơ, dạ. Bầu bí. Không ăn rau muống, không ăn giá đỗ, không, dạ. Ăn coi như là ăn kiêng dữ lắm. Anh ăn chỉ ăn thịt gà là ăn ức á. Dạ. Anh ăn cái ức gà. Còn đạm, cung cấp đạm là anh ăn cá chứ anh không ăn thịt. Dạ. Bỏ anh cũng không ăn nữa. Đấy. Nhưng mà bác sĩ nói anh á, bác, dạ. Sĩ nói anh là anh không cần cử như vậy. Tại, dạ. Vì giai đoạn của anh nó còn sớm. Dạ. Nó anh cũng không cần cử vậy nhưng mà anh sợ nó chuyển biến sâu á. Dạ. Cho nên là anh tự cử nhưng mà một ngày phải tập thể dục nửa tiếng. Dạ, tập thể dục ha. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Một ngày anh đi bộ nửa tiếng, anh đi bộ bằng máy á, mua cái máy về anh chạy bộ. Dạ. Với lại á, nếu mà như có người có tiền mua yến á, thì ăn thì rất là tốt rồi. Nhưng mà em thấy có nhiều cô chú mình ở quê là không có điều kiện ăn yến mà vẫn có một chuyện rất hiệu quả đó anh. Chỉ là chế độ kiêng cử tốt. Hiệu quả chứ lắm. Dạ. Anh biết sao không? Yến nói chứ một tuần ăn 2 lần mà nhầm nhò vậy. Dạ. Mình nói mình chỉ bổ sung. Bổ sung thay dinh dưỡng, bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Dạ.
cái con mực nó rất là hay nha, mà anh uống anh thấy nha, huyết áp không lên nè, huyết áp không lên, ổn định huyết áp nè, mà gan mỡ, gan nhiễm mỡ rồi này kia nó cũng bớt nữa. Dạ, cái cỏ mực á thì nó giúp cho mình hạ huyết áp tốt á, nhưng mà những người mà có triệu chứng huyết áp cao là phải chú ý là phải đo huyết áp thường xuyên, tại vì nếu mà như nó mát quá nó cũng làm huyết áp mình thấp xuống. Thì nếu mà như trường hợp á anh, nếu trường hợp mà huyết áp mình thấp xuống quá thì mình nên ăn thêm đậu đen xanh lòng, cái đó nó cũng tốt cho thận nhưng mà nó có tính ấm, còn cỏ mực nó tốt cho thận mà nó tính mát, nhưng mà thật sự cỏ mực là tốt nhất, cỏ mực nó cao gì lắm, hiệu quả lắm. Hiệu quả, anh thấy cỏ mực rất là hiệu quả luôn á. À, thuốc tây á, em nên nhớ một điều, cái thận này á, thuốc tây nó không chữa hết. Thuốc tây không bao giờ chữa hết cái suy thận, nó chỉ nó gọi là chữa bảo tồn thôi. Anh cho em hỏi ha, anh làm nghề gì ha, có anh có thể chia sẻ được không? Anh làm nghề tóc. Anh làm nghề tóc. À, nghề tóc. Tại vì á, có nhiều cô chú nói là những cái video Hoàng Sơn chia sẻ là nói chung là không có thật đó, nên mình muốn hỏi thử nhiều cô chú ở nhiều ngành nghề khác mình có tin được cái đó không? Anh thấy thật đó. Sẽ hết, anh nói sẽ hết đó, tại vì cái thuốc tây uống trong cái thận này nó chỉ là bảo tồn thôi. Nó không có chữa dứt điểm. Tại vì biết sao không? Thuốc cũng không có gì hết á, cái thuốc tây biết cho anh thuốc gì phải không? Tạm thận thôi. Nó hỗ trợ thận thôi chứ không phải là chữa bệnh nữa. Cái thuốc đó là thuốc tạm thận, nó hỗ trợ thận thôi, còn mỡ máu với lại axit uric thì cho hai viên đó thôi, anh chỉ uống có nhiêu đó thôi. Chứ ngoài ra không có uống cái gì đúng nữa. Rồi, thuốc tây là chỉ bảo tồn thôi chứ không có giúp phục hồi. Điều trị đó thì em thấy á, là thứ nhất là bác sĩ tây y rất là hay ở chỗ là giống như cấp cứu, và cái thứ hai nữa là bác sĩ sẽ khuyên mình chế độ ăn uống rất là hiệu quả, như tập thể dục và chế độ ăn uống, và cái thứ ba cực kỳ quan trọng đó là nên ăn cỏ mực. Anh thấy cỏ mực hiệu quả, rất là hiệu quả luôn. Tại vì em biết sao, cái độ lọc cầu thận của anh nó đang diễn biến xấu lắm. Tại vì anh rất là kỹ, một tháng đi xét nghiệm một lần. Nó đang diễn biến xấu lắm, từ 79 chấm mấy là lần đầu tiên xét nghiệm, nó còn 71, còn 71 rồi nó còn ở 60 mấy. Nó đi càng ngày càng nguy hiểm. 63. Nó đang diễn biến rất là xấu luôn. Nhưng mà lần đầu tiên ăn cỏ mực một tháng là thấy nó tăng ngược trở lại hơn, tốt lại phải không? Nhưng mà anh ăn cỏ mực lần cái cách uống cỏ mực của anh nó chưa đúng cách đó, là nó không có xuống mà nó không có lên. À, lúc đầu là ăn cỏ mực tươi không hiệu quả. À, ăn cỏ mực tươi, mực tươi nó không xuống mà nó không lên. Nó đứng yên một chỗ. Cái anh giờ anh nói là anh mới gọi cho em á, anh mới nói là sao cái cỏ mực á anh ăn nó không xuống, cái anh hỏi anh ăn cỏ mực anh là làm sao? Anh ăn cỏ mực tươi bao lâu? Nói em nghe, em mới kêu anh hấp. Anh ăn có mực tươi bao lâu? Hấp lên nó uống. Thì anh hấp lên anh uống có một tháng rồi, chưa được một tháng á, nó uống vậy luôn á. Lúc đầu anh ăn có mực tươi bao lâu? Mất bao lâu? Anh ăn có mực tươi 20 ngày. 20 ngày mà không hiệu quả. Rồi sau đó chuyển qua hấp. Nó không hiệu quả, không phải là không hiệu quả nha. Hiệu quả không nhiều phải không? Không cao. Không hiệu quả không nhiều chứ không phải là không hiệu quả. Nó không hiệu quả nhiều chứ không phải là không hiệu quả. Rồi, cảm ơn anh. Anh ở Sài Gòn ở quận mấy? Anh ở quận nhất. Rồi vậy cô chú mình nhớ nha, quận nhất vẫn có thể mua được cỏ mực nha. Anh hướng dẫn là mình lên ship các quận luôn. Nếu mà ở Sài Gòn á, mình lên Lazada mình gõ mua cỏ mực tươi là sẽ có cô chú ha. Còn nếu mà không á, cô chú mình có thể ra chợ rau, những người họ bán rau á, người ta trồng xung quanh những cái chỗ trồng rau á, nước nhiều thì cỏ mực rất là nó lên rất là nhiều. Cái ông bác sĩ ở bên bệnh viện Chợ Rẫy á, ông thắc mắc, ông mới kêu anh chụp cái tờ thuốc cho ông coi. Tại vì anh điều trị bên đại học y dược. Nhưng mà anh quen cái ông bác sĩ bên đại học mình chờ đẩy á. Anh mới gửi cái kết quả xét nghiệm của anh bữa nay, tại vì tháng nào anh cũng gửi cho ông coi á. Ông mới thắc mắc, ông nói là tại sao mà nó xuống nhanh dữ vậy nè, nó có kết quả nhanh dữ vậy. Ông mới kêu anh là chụp cái kết quả cái tờ thuốc của anh cho ông coi, anh cho uống thuốc gì. Mà anh đâu dám nói mấy bác sĩ đâu có tin có mình đâu. Anh Tấn có điện thoại hả? Rồi, thứ nhất là cái hiệu quả cỏ mực rất là tốt, và anh Tuấn cũng là học hỏi theo cái cách của bà con mình đã hết rồi hen. Rồi nếu vậy thì cố gắng kiên trì anh Tuấn ha. Tại vì cái cỏ mực nó rất là tốt cho người bình thường, nếu mà sau này mình hết bệnh suy thận rồi thỉnh thoảng mình cũng nên ăn thêm cỏ mực
anh nghĩ là anh sẽ uống nó hoài hoài luôn, nó sẽ uống nó Dạ. hoài hoài để nó điều trị huyết áp mỡ máu rồi luôn á em. Tại vì ngày xưa ba em khi mà hết rồi 10 năm ba em không ăn có mực nó vẫn giữ được tốt, nhưng mà quan trọng cái chế độ ăn uống của mình á, mình điều chỉnh lại để đừng có hại cho thận. Rồi, em cảm ơn anh Tuấn nhiều lắm nha. Rồi rồi Dạ ok rồi, chúc em anh cảm nhiều sức ơn khỏe. nha. Dạ rồi, có gì mấy chuyến sau mà có hết chia sẻ cho em nha. Cô chú mình biết á thì cỏ mực nó rất là hiệu quả, và cái cách dùng như nãy anh Tuấn chia sẻ rồi, và rất là nhiều bà con trên kênh Sức Khỏe 60 Giây cũng cách làm giống nhau ha. Mình chế độ đầu tiên, chế độ ăn uống mình phải điều chỉnh lại theo bác sĩ Tây y, cái nào kiêng cữ mình giảm lại ha, để thận mình nó đừng có làm việc quá sức quá tải nữa, để cho nó giữ yên chỗ đi, hoặc là nó tăng nhẹ đi, sau đó mình dùng cỏ mực để mình phục hồi thận lại. Cô chú nhớ kiên trì nha. Thường á thì Hoàng Sơn thấy nhiều cô chú bị những giai đoạn đầu á tầm 2 3 tháng là thấy kết quả hẳn hoi. Nhưng mà mình phải kết hợp nhiều cái nha, chứ không phải mình cứ ỷ y là ăn có mực xong rồi chế độ ăn uống mình muốn ăn sao ăn nha, cố gắng kiêng cữ một chút. Rồi còn những người mà bị nặng á, thì mình sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng mà mình không có cách nào khác rồi, thì cô chú mình cố gắng kiên trì nha. Cỏ mực thì nó thật sự nếu ở dưới quê mình trồng thì nó cũng dễ, nếu mà nhờ bà con trồng giùm, còn như buôn bán thì mình nghĩ nó cũng mắc hơn rau xíu thôi chứ không nhiều đâu. Cô chú mình nhớ kiên trì giùm Hoàng Sơn nha. Bên cạnh đó thì Hoàng Sơn cũng không có lưu những cái số điện thoại của bà con khi gọi cho Hoàng Sơn, thì cô chú mình cũng biết là hơn 30.000 người mà gọi, ban đầu gọi cho những cái người hết bệnh á, rồi cô chú mình không nghỉ ngơi được, rồi không làm việc được, phải bỏ số điện thoại, thì sau đó liên lạc Hoàng Sơn, nói Hoàng Sơn thông cảm rồi sẽ không có liên lạc lại với Hoàng Sơn và không giữ số điện thoại nữa, thì cô chú thông cảm nên coi thêm trên kênh Sức Khỏe 60 Giây, có gì thắc mắc gọi cho Hoàng Sơn ha, có thể Hoàng Sơn bận rộn, Hoàng Sơn không thể nào mà trả lời nhiều được, thì Hoàng Sơn sẽ hướng dẫn cô chú mình một cách ngắn gọn đó. Cũng đừng có trách Hoàng Sơn cô chú ha, tại vì thật sự á là Hoàng Sơn là một người nhận rất là nhiều cuộc gọi, thì Hoàng Sơn chia sẻ dễ, còn như ông bà cô chú mình đã bị suy thận mà một ngày phải tiếp nhiều điện thoại và hướng dẫn, cái cách làm thật sự nó rất là giống nhau trên video giống như anh Tính chia sẻ rồi đó, là nhiêu đó thôi đó. Thì hy vọng là ông bà cô chú mình đã hết bệnh thì gọi cho Hoàng Sơn để Hoàng Sơn xin một cuộc ghi âm như vậy thôi, để tạo thêm động lực cho bà con mình. Còn có gì thắc mắc thì cô chú có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn, hoặc là cố gắng xem thêm ha, những cái video trên kênh Sức Khỏe 60 Giây. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe ha. Cảm ơn anh Tuấn và bà con rất là nhiều đã đồng hành cùng kênh Sức Khỏe 60 Giây. Hoàng Sơn thật sự làm cái video này là vì muốn chia sẻ thêm thông tin cho cộng đồng. Cô chú mình nhớ thông cảm, đừng có trách móc Hoàng Sơn hay là đừng có chửi rủa, tội nghiệp lắm. Thật sự Hoàng Sơn nhận được rất là nhiều câu, nhiều khi nói xạo quá, thuốc tây chữa không hết, cỏ mực trị hết gì, hay là đừng lừa gạt vậy, chết con người ta. Thật sự những cái chuyện nếu mà như vậy Hoàng Sơn ngay từ đầu băng đã không muốn chia sẻ đâu, nhưng mà nếu mà cô chú mình mà không biết những cái thông tin như thế này nè, thì chỉ cần suy thận qua tầm 6 tháng đến 1 năm là từ suy thận cho đến chạy thận rất là lẹ. Có thể là nó phù hợp với bà con mình, người này hết người kia chưa hết hoặc hết chậm tiến triển, thì mình cố gắng mình theo dõi những cái người đã chia sẻ ha. Chứ thật sự là đây là chia sẻ từ tấm lòng của Hoàng Sơn, hy vọng bà con hiểu ha. Tạm biệt.